Quyển 9 năm thứ 3 Nhiếp Trạch Sự Duyên Khởi, Thực Đế Giới Kế Kinh, phần 3. Lại nữa Ốt Đà Nam nói: Như lý tập đế nhiếp, đắc tướng chỗ nương nghiệp, chướng lỗi dị thục hắc, nghĩa lớn khó được theo sau. Nếu ở nơi đế trí hoặc như lý tăng thượng, hoặc không như lý tăng thượng mà không như thật biết thì không thể tận các lậu. Trái với tướng đây, tức như thật biết nên năng tận các lậu. Trong đây nên biết các trí pháp khởi, do nghe pháp bất chánh, không vì tịch tĩnh, không vì tự điều phục, không vì cấu niết bàn, gọi là không như lý. Lắng nghe chánh pháp và trái tướng trên nên biết gọi là như lý. Lại ở trong đây Bồ Đào Già La trụ pháp ác thuyết, ở nơi chánh pháp Phật, đệ tử Phật trần thiện trượng phu mà không vui chiếm ngưỡng, ở nơi luật nghi giới biện giải thoát, mật hộ căn môn an trụ chánh biết, trong pháp thánh hiền mà không tự điều phục, không triển truyền lãnh thọ tu học, ở nơi các thánh đế không phân tử tù, không tự chiếu soi thông đạt. Lại kia ở trong pháp ác thuyết tỉnh lại ra, nghe pháp bất chánh khởi tà tin hiểu, ở nơi chẳng như lý mà sanh khởi điên đảo vọng tưởng như lý, ở nơi chẳng như lý mà không như thật biết là chẳng như lý, lại ở nơi việc lắng nghe chánh pháp như lý mà không như thật biết là như lý. Do không biết nên ở trong pháp ác thuyết ác hiểu trói buộc, không giải thoát điên đảo, không nên tư duy vì không thể hiểu rõ nên cố tư duy. Ở trong pháp thiện thuyết thiện hiểu giải thoát, không trói buộc, không điên đảo, chỗ gọi là khế kinh ứng tụng, cho đến nói rộng phải nên tư duy vì không thể hiểu rõ nên lại không tư duy. Như vậy cũng gọi là không như lý tác ý. Do tác ý đây không vì tự điều phục, không vì tịch tịnh, không vì niết bàn nên gọi là phi lý. Lại kẻ kia vì lắng nghe pháp bất chánh nên lực nương duyên ba sự ngôn tăng thượng, hiển thị phẩm loại kế chấp ngã quá khứ vị lai hiện tại. Do lực tăng thượng như vậy nên ở nơi cảnh ba đời khởi không như lý tác ý tư duy, đó là ở quá khứ phân biệt kế chấp ngã hoặc có hoặc không, ở vị lai hiện tại nên biết cũng vậy. Kia đã không như chánh lý tác ý tư duy, hoặc duyên sở thủ sự, hoặc duyên năng thủ sự, không như lý tác ý tư duy đây, hoặc ở nơi các hành phân biệt có ngã, hoặc lìa các hành phân biệt có ngã. Ở nơi các hành phân biệt có ngã, khi người kia ở nơi sự kế chấp đã xác quyết, nếu duyên sở thủ sự phân biệt làm ngã thì phân làm hai kiến, hoặc thành thường kiến, do kiến đây nên khỏi tư duy, ta có ngã ở trong hiện pháp là thật, là thường, hoặc thành đoạn kiến, do kiến đây nên khỏi tư duy, ta không có ngã ở trong hiện pháp là thật, là thường. Nếu duyên năng thủ sự kế chấp có ngã kiến, phân biệt làm ngã khỏi tư duy, ta này lấy ngã quán sát nơi ngã, hoặc cho là ngã, ngã ấy trước có này không, nên khỏi tư duy, ta này lấy ngã quán sát vô ngã. Nếu lại duyên năng thủ sự kế chấp vô ngã kiến, ở trong hiện pháp lấy vô ngã đây phân biệt làm ngã khỏi tư duy, ta này lấy vô ngã đây tùy quán xưa từng có ngã. Như vậy vừa thuyết năm tướng sở thủ năng thủ sai biệt, không như chánh lý tác ý tư duy năm chủng kiến xứ, tức là chỗ có các hành ba đời phân biệt có ngã, lìa các hành phân biệt có ngã, kẻ kia ở nơi không như chánh lý so lượng tác ý, lìa các hành phân biệt có ngã, chỗ kế chấp thật ngã của kẻ kia như vậy, đó là hoặc tự mình đang tạo làm cảm nghiệp hậu hữu, gọi là năng tác giả, hoặc người khác khiến tạo làm, gọi là đẳng tác giả, hoặc tự mình đang khởi sĩ dụng hiện pháp, gọi là năng khởi giả, hoặc người khác khiến khởi, gọi là đẳng khởi giả, hoặc vì tự mình tạo tác nghiệp hậu hữu, hoặc vì người khác khiến tạo tác nghiệp hậu hữu, nên cảm quả dị thục, gọi là năng sanh giả, hoặc tự mình năng khởi sĩ dụng hiện pháp, hoặc người khởi hết thảy sĩ dụng hiện pháp để có được quả sĩ dụng, gọi là đẳng sanh giả, hoặc do tự kiến hoặc do tha kiến mà khởi, tùy khởi ngôn thuyết như vậy, hoặc do tự mình nghe hiểu biết, hoặc do người khác mà nghe hiểu biết nên tùy khởi ngôn thuyết, gọi là năng thuyết giả. Hoặc đối với thần bằng quyến thuộc tùy nghi dẫn dạy khiến trụ xứ đây, như vậy cũng gọi là năng thuyết giả. Hoặc lại đương lai quả nghiệp đã sanh, gọi là năng thọ giả. Hoặc ở hiện pháp các quả sĩ phu đã hiện sanh, gọi là đẳng thọ giả. Hoặc ở trong quá khứ, trong những kiếp về trước, kia tạo tác trùng trùng nghiệp thiện hoặc bất thiện, nay ở hiện pháp lãnh thọ trùng trùng quả dị thục, gọi là lãnh thọ giả. Hoặc cho đến thọ lượng giảm tận mà bị chết yểu, năng giả uẩn đây, năng tiếp nối uẩn khác. Nếu khác đây tức đã không có ngã, cớ sao được thành các việc tạo tác như trên đã thuyết. Đây gọi là không như chánh lý tác ý tư duy nhập lấy kiến xứ thứ 6. Như vậy các kiến vừa thuyết trên
đều lấy thân kiến làm tự tánh mà năng sanh khởi. Hơn nữa, chỗ có các kiến thú lấy thân kiến làm căn bản nên gọi là kiến xứ. Do năng chướng ngại tuệ năng thủ chân thật vi diệu nên gọi là kiến rừng rậm, tổn thiện pháp nên gọi là kiến đồng trống, lao nhọc vất vả nên gọi là kiến nhàm chán trái lìa, sở hành trải qua cầu dục cầu hữu nên gọi là kiến trải qua hành, hỏi vạn luận người tránh khỏi những điều đã luận, bị dao động nên gọi là kiến dao động, năng khéo sầu kết hậu hữu khổ nên gọi là kiến kết. Tập hành các tà hạnh như vậy, ở trong hiện pháp các lậu chưa hiện tiền khiến khởi hiện tiền, đã hiện tiện tiền rồi khiến đương phẩm hạ mà khởi lậu phẩm trung, khiến đương phẩm trung mà khởi lậu phẩm thượng, do đây làm nhân sanh khởi pháp khổ lão bệnh tử đương lai. Như vậy nên biết, do ở nơi như lý và không như lý mà không như thật biết nên tạo tác khổ đế tập đế tạp nhiễm. Trái với tướng đây, tức là lắng nghe chánh pháp khởi chánh thắng giải, ở nơi như lý đây không vọng tưởng điên đảo là không như lý, ở nơi như lý đây như thật rõ biết là như lý, nói rộng cho đến ở nơi pháp nên tư duy không điền đảo thì năng tránh tư duy, do nhân duyên đầy ở nơi hành ba đời. Gọi bao gồm sở thủ cùng với năng thủ, như thật tùy quán không ngã ngã sở, nên ở nơi thánh đế lúc nhập hiện quán, ở nơi các lậu kiến sở đoạn đều được giải thoát. Thành tựu việc đây rồi, ở nơi các lậu tu đạo sở đoạn cao hơn. Vì khiến vĩnh viễn đoạn diệt không sót thừa nên tình cần tu tập bốn chủng nhân duyên. Những gì là bốn? Một, vì khéo hộ thân. Hai, vì khéo giữ gìn căn. Ba, vì khéo trụ niệm. Bốn, vì đã thấu đạt thế gian, nhiều tu tập diệu tuệ vượt khỏi tận diệt, khéo tu tập đạo xuất thế gian như trước đã được. Khéo hộ thân là tránh a trú, tránh xa vòi ác, cho đến nói rộng như trong thành phản địa, do tránh xa nên đối với việc tu tập tận các lậu không bị chướng ngại. Khéo giữ căn, ở nơi các cảnh giới khả ái hiện tiền tránh an trụ. Nếu có cảnh giới tướng tịnh diệu phi lý hiện tiền đang chân tránh xa lìa, như lý tư duy tướng bất tịnh kia. Khéo trụ niệm, tức là trụ bốn điều. Một, an trụ tư duy chọn lựa trong việc thọ dụng y phục. Hai, ở chốn tịch tĩnh, an trụ năng tránh trừ khiển các ác tầm tư hiện hành. Ba, an trụ năng tránh nhẫn thọ, phát siêng tinh tấn, vượt qua hết thảy khổ phát sanh do mỏi nhọc, do ác bất tránh dỉ lậu, khổ do lời thô ác của người, khổ do các giới trong thân không điều hòa. Bốn, an trụ ở nơi tu đạo, nương không phóng dật, không chung sống hỗn tạp. Do tránh an trụ bốn điều như vậy gọi là khéo trụ niệm. Như vậy vị kia vì khéo hộ thân, vì khéo giữ gìn căn, vì khéo trụ niệm, vì khéo tu tập đạo xuất thế gian như trước đã đắc, nên các lậu tu sở đoạn đều đang giải thoát và tùy chứng đắc tối cực cứu cánh. Lại nữa, nếu có người nói rằng bốn thánh đế đây chỉ là cảnh giới hoặc có ngã, hoặc có hữu tình duyên thánh đế đây tu các thiện pháp, nên bảo kia rằng chớ đắc thuyết như vậy. Vì cớ sao? Có vô lượng thiện pháp thế xuất thế gian sanh khởi, tất cả đều quy về nhiếp vào bốn thánh đế. Nên biết các pháp lược có hai chủng: một, trí năng chi; hai, cảnh sở chi. Trí năng chi đây cũng là cảnh sở chi, cho nên các trí đồng hành thiện pháp không gì chẳng nhiếp trong bốn thánh đế. Vị kia tiếp tục tu tập tuần thần niệm, tu tập phẩm quán, phẩm chỉ và sở hữu thiện pháp của hai phẩm đây. Ban đầu tu trị nghiệp địa, sau đã tác biện địa được sanh khởi. Sao gọi là tu tuần thân niệm? Hoặc có người ban đầu an trụ tu trị nghiệp địa như lý duyên theo, hoặc nội hoặc ngoại các đại trùng sắc làm cảnh chánh niệm, hoặc lại do hành động yêu thích và không yêu thích của người nên lúc tăng ngữ xúc và hữu đối xúc hiện hành như lý duyên theo xúc thọ tưởng hành cùng với các thức làm cảnh chánh niệm. Hoặc nếu có người trụ đã tác biện địa như lý duyên theo các sắc sở tạo làm cảnh chánh niệm, hoặc lại tác ý như lý duyên theo cùng chỗ sanh khởi thọ tưởng hành thức làm cảnh chánh niệm. Như vậy tất cả được nhiếp gọi là tu tuần thần niệm, nên biết niệm đây hoặc duyên sắc thân hoặc duyên danh thân. Sao gọi là quán? Sao gọi là sanh khởi thiện pháp phẩm quán? Ở nơi nội ngoại các đại chủng sắc và uẩn khác, tuệ tránh quyết định chọn lựa gọi là quán. Nếu có người từ đầu tu tập không điên đảo, phân tách tụ tưởng nơi ngoại đại chủng do quán kiếp tận, tu tưởng vô thường nơi nội đại chủng hợp thành thân do quán chỉ có thực dần dần chuyển hóa thành các bất tịnh, tu tưởng bất tịnh do quán bắt đầu từ ái sanh trưởng tánh,
cùng với pháp tánh hậu tế lão tử, tu tưởng vô thường cùng với tưởng khổ, hoặc ở nơi thân đây, tất cả ngu phu vì không như thật rõ biết thể đây là vô thường khổ, cho nên hoặc chấp là ngã, hoặc chấp là ngã sở. Ở nơi thân đây, các thánh đệ tử đầy đủ đa văn, vì như thật rõ biết nên không có sở chấp, tức là năng tu tưởng khổ vô ngã. Tưởng vô ngã đây, tức đối với thân này chỉ có tưởng giới, vì có tưởng đây, nếu chạm phải hành động yêu thích và không yêu thích của người, liền có tăng ngữ xúc và hữu đối xúc hiện hành. Nói không yêu thích, tức là dùng tay chân dao gậy xúc chạm, kia tức ở nơi đây, và đây làm duyên phát sanh thọ. Các hành vô sắc thì tránh quán vô thường, tức lìa ái lìa khỏe. Vì chỉ quán có giới nên tâm duyên thần đầy mà được trụ yên ổn, như thế cũng gọi là xa lìa ngu si. Như vậy chỗ có phân tách các tưởng, ở nơi ngoại đại chủng tu tưởng vô thường, ở nơi nội đại chủng tu tưởng bất tịnh, hoặc tưởng vô thường khổ, tưởng khổ vô ngã. Ở nơi sự sanh khởi các pháp nhiều thọ, nương đại chủng thân tu tưởng vô thường, lìa tham sân si. Như vậy vô lượng thiện pháp phẩm quán ban đầu tu trị nghiệp địa, do tránh tu tập tuần thần niệm nên đều được sanh khởi. Sao gọi là chỉ, sao gọi là sanh khởi thiện pháp phẩm chỉ? Do tu tập tuần thần niệm nên lấy quán làm nương, như lý tu chỉ. Lại nói chỉ, tức là ở bên trong tránh an trụ tâm. Thiện pháp phẩm chỉ đạt được lực tránh tư duy chọn lựa duyên theo như vậy. Dụ như cưa dạy cho sa môn đối với kẻ oan gia phải tránh tu nhẫn nhục, lại ngay duyên kia tu từ không điên đảo. Do sự nhiếp thọ của nhẫn từ nên giới được thành tịnh, quán giới tịnh nên khỏi tư duy đầy. Này ta đã thực hành thánh giáo vi diệu của bậc đại sư, do nhân duyên đầy không yêu buồn hối hận. Do không yêu buồn hối hận nên sanh hoan hỷ rộng lớn, nói rộng cho đến đắc tam ma điện. Vị kia lúc bấy giờ do tâm định tĩnh cho đến thành tựu đệ tứ tịnh lự. Vì ở nơi tam ma điện đầy còn hành câu chấp, nên chưa thể chuyển vận chỉ quán song song mà không cần dụng công, chưa khéo thành tịnh. Vì khiến khéo thành tịnh nên tu bốn chi nhiếp lấy hành không phóng dật như trước đã thuyết, phát sanh tinh tấn không khiếp nhược cho đến nói rộng. Về sau lúc người kia ở nơi đệ tứ tịnh lự được thanh tịnh sáng sạch, nếu lại bị ái vị tịnh định trôi nổi chuyển nơi tâm, không thể ở nơi định kia mà trụ tránh xả, cũng không thể ở nơi diệt niết bàn mà trụ quán tịnh tĩnh. Vị kia liền nương hoặc Phật hoặc pháp hoặc tăng mà sanh sầu hổ thẹn, khởi nghĩ như vậy: ta phải nương Phật bảo là Như Lai đại sư, nương pháp bảo là pháp thiện thuyết tỷ đại gia, nương tăng bảo là tu tập thiện hạnh không điên đảo. Thực hành như thế không sở đắc, chẳng được có sở đắc. Nếu ở nơi thân mà chủ yêu thích nhiếp dưỡng, ở nơi diệt niết bàn không quán tịch tĩnh, tức là chạm đến ác chẳng phải thành tựu thiện. Do vị kia nội tâm khéo điều nhu nên vừa chớm sanh nhàm chán, liền năng an trụ dẫn nghĩa xa môn bình đẳng diệu xả, ở nơi diệt niết bàn năng quán tịch tĩnh. Như vậy gọi là sanh khởi thiện pháp phẩm chỉ, bắt đầu từ nhẫn từ giới thanh tịnh, hoan hỷ không hối hận, nói rộng cho đến đắc tam ma điện, bốn trí nhiếp lấy hành không phóng dật, dẫn nghĩa xa môn bình đẳng khéo xả, quán công đức tịch tĩnh của diệt niết bàn. Người kia lúc bấy giờ do hai nhân duyên có nhiều sự thực hành, một do diệu tuệ ở nơi điều đại sư dạy khiến tận các lậu năng tịnh tu trị đại tứ tịnh lự, hai do ở nơi thân tâm tăng thượng xả, gần đây gọi là ban đầu tu trị nghiệp địa, thành tựu viên mãn rốt ráo. Từ đây về sau đối với điều đã tu tập không sành vui đủ, vì muốn kế hết đây thú nhập đã tác biển địa nên tu toàn thần niệm, quán sắc thần tạo ra như cỏ cây trong bùn, cùng phát khởi pháp vô sắc khác, dùng tựa như thật thông đạt duyên khởi, năng tùy thú nhập đế trí như thật, đã được nhập rồi nương tu đạo cao hơn. Ở nơi cảnh giới các căn quá khứ vị lai hiện tại, năng khởi nhàm chán hỏa hoạn cho đến giải thoát, năng như thật biết ta đã giải thoát. Như vậy gọi là đã tác biện địa, tu tuần thân niệm sanh khởi thiện pháp. Đó là quán tưởng sắc thân như cỏ cây trong bùn, như thế quán giác các pháp vô sắc, diệu tuệ chân thật thông đạt duyên khởi, năng tùy thú nhập bốn thánh đế trí. Ở trong tu đạo năng khởi nhàm chán hỏa hoạn, đi dục giải thoát trí kiến. Gần đây gọi là đối với lời dạy của đại sư, dùng diệu tuệ làm các việc nên làm, các việc cần làm đều đã làm xong. Vì cớ sao? Vì tất cả tự nghĩa đều đã đến rốt ráo, từ đây về sau không lại làm nữa. Chẳng phải ở nơi việc đã làm mà trở lại tu phần biển. Nếu việc cần làm đã làm xong mà lúc khác thối thất phải làm trở lại, thì việc làm đây tùy làm mà chẳng phải rốt ráo làm,
như các vị sanh dụng đạo thế gian mà được giải thoát. Trong đây hoặc ban đầu sở hữu thiện pháp hữu lậu của tu trị nghiệp địa, hoặc về sau sở hữu thiện pháp thổ lậu đã tác biện địa. Như vậy tất cả tùy chỗ thích hợp đều nhập trong vô thánh đế. Lại nữa, do bốn nhân duyên nên tránh rõ biết tập đế nhiếp lấy 108 hành ái. 1. Do nội ngoại sai biệt. 2. Do sở y sai biệt. 3. Do tự tánh sai biệt. 4. Do thời phần sai biệt. 1. Do nội ngoại sai biệt. Do nội ngoại sao xứ làm chỗ nương mà khởi các hành ái. 2. Do sở y sai biệt. Do ái nương năm chủng ngã mạn. Những gì gọi là năm chủng ngã mạn, những kẻ ngã kiến chưa vĩnh viễn đoạn trừ nên biết có ngã mạn hiện hành, tức nơi sáu xứ mà kế chấp ngã khởi mạn, cho đến chưa bị sự tổn hại của giả suy, giác xấu, sức yếu, khổ đau, không có biện tài, thì các hành tương tợ tương tục chuyển kia hoặc có lúc không chịu sự tổn hại của giả suy, hoặc có lúc thành tựu sắc đẹp, hoặc có lúc thành tựu sức khỏe, an vui, biện tài, hoặc có lúc không như vậy. Nếu chưa giả suy, khởi suy nghĩ đây, tà này vẫn như xưa. Nếu trái với đây, khỏi suy nghĩ, tà này biến đổi. Nếu kia thành tựu sắc đẹp, sức khỏe, an vui, biện tài, khỏi suy nghĩ đây, tà này mỹ diệu. Nếu trái với đây, khỏi suy nghĩ, tà không mỹ diệu. 3. Do tự tánh sai biệt, nương năm chủng ngã mạn đầy phát khởi hữu ái và vô hữu ái. Lại hữu ái kia chuyển theo phẩm hạ trùng thượng sai khác. Vô hữu ái do tự duy chọn lựa sâu mới năng khởi ái, chẳng phải do ý lạc nhậm vận chuyển mà được trụ, cho nên trong đây không kiến lập ba phẩm sai biệt. Hữu ái phẩm hạ, đó là mong muốn ở tương lai ta sẽ có, tức ở nơi sáu xứ mong muốn ta sẽ có, ở nơi cùng loài mà mong muốn ta sẽ có, tức mong cầu sanh hữu đồng loại, ở nơi khác loài mà mong muốn ta sẽ có, tức mong cầu sanh hữu dị loại. Hoặc người có tự thể trước là khả ái, vì mong muốn tương ưng trở lại nên tạo thiện nghiệp, khởi suy nghĩ như vậy. Ta mong sẽ có được hữu chủng loại như vậy, như những gì hiện nay đang có. Hoặc người có tự thể trước chẳng khả ái, vì mong muốn xa lìa nên tạo thiện nghiệp, khởi tư duy đây. Nguyện ta có được hữu chủng loại như thế, khác với những gì hiện nay đang có. Hữu ái phẩm trung, đó là không sanh mong muốn đối với không có hữu, vì đối trị kia nên mong muốn ta có được hữu, tức là ở nơi sáu xứ mong muốn ta có được hữu, như trước đã thuyết, ở nơi cùng loài mà mong muốn ta có được hữu, ở nơi khác loài mà mong muốn ta có được hữu. Tất cả như vậy nên biết đều gọi là hữu ái phẩm trung. Hữu ái phẩm thượng, đó là hành tướng sai biệt như vậy, khởi suy nghĩ như vậy. Ta mong muốn quyết định có được hữu tốt đẹp để truy cầu bốn chủng tương ái, nên biết đấy gọi là hữu ái phẩm thượng. Tự tánh của năm chủng ái sai biệt đây, do có sở y nội xứ riêng biệt nên thuyết 18 chủng hành ái sai biệt. Còn ở nơi ngoại xứ nên biết cũng vậy, nhưng có sự sai biệt ở chỗ, như ở trong nội sáu xứ kia kế chấp ngã, khởi mạn, cũng vậy ở nơi sắc kế chấp là ngã sở mà khởi mạn, ở nơi sắc đây ngã tự tại chuyển, như vậy cho đến đối với các pháp, kế chấp là ngã sở mà khởi mạn, ở nơi pháp đây ngã tự tại chuyển, còn lại tùy chỗ thích hợp nên biết như trước. Như vậy 18 hành ái ở trước hợp chung với đây thành 36 chủng hành ái sai khác. 4. Do thời phần sai biệt, tức là 36 hành như vậy, mỗi mỗi có quá khứ, vị lai, hiện tại, ba đời sai khác. Như vậy gọi là do bốn nhân duyên có sai biệt nên hành ái hợp lại có 108 chủng. Lại ở trong đó tướng không sai biệt, phàm các sở hữu nhiễm ô mong cầu đều gọi là ái. Lại tức ái đây do tập đế nhiếp gọi là nhân, vì tánh thấm nhuần thuận dòng sanh tử mà trôi nổi lưu truyền gọi là lưu nhuần, vì tánh chấp trước ở nơi các cảnh giới gọi là trước cảnh, vì năng cùng sanh rồi nương năm thủ uẩn, chỗ có các khổ như ủng bệnh là nhân duyên gọi là ung căn, vì khó chế phục gọi là chảy tràn, vì ma phược trói buộc vì tế hiện hành gọi là dây đeo bám, vì trên cho đến hữu đảnh gọi là cảnh nhánh, vì khiến không đầy đủ gọi là khô kiệt. Lại tức chỗ nói chúng sanh ái triển lẫn nhau như vậy gọi là ngại, do tùy miên gọi là che giấu. Tức do triển cùng tùy miên như vậy tập thành phẩm thượng gọi là cao vút, tập thành phẩm trung và phẩm nhuyễn gọi là phát khởi. Nếu ái ở dục giới, ở nơi cảnh sở trì khiến tầm mê hoặc gọi là tối tăm. Nếu ái ở sắc giới, ở nơi cảnh sở trì khiến mê hoặc gọi là hôn muộn. Nếu ái ở vô sắc giới, ở nơi cảnh sở trì khiến mê hoặc gọi là màn tối. Như có ba người, người thứ nhất mù lòa, người thứ hai bịt mắt, người thứ ba mắt có màn tối che phủ trước mắt. Trong đây người thứ nhất hoàn toàn không thấy, người thứ hai thấy chút phần giống như có sự thấy, người thứ ba mắt thấy nhưng không tịnh,
không thấy sắc trần thật. Ba ái như vậy tùy theo thứ lớp tối tăm, hôn muội và màn tối, nên biết cũng vậy. Lại nữa, do năm chủng tướng chuyển pháp luân nên biết gọi là khéo chuyển pháp luân. Một, Thế Tôn khi làm Bồ Tát, sở duyên cảnh giới vì đắc đều phải đắc. Hai, phương tiện vì đắc đều phải đắc. Ba, tự mình chứng đắc đều phải đắc. Bốn, chứng đắc rồi chuyển về nối tiếp, khiến ở nơi điều mình chứng sanh tìm hiểu sâu. Năm, khiến người đối với sở chứng của người khác sanh tìm hiểu sâu. Sở duyên cảnh giới là bốn thánh đế an lập thể tướng của bốn thánh đế đây, nên biết như trước, hoặc lược hoặc rộng như trong thành văn địa đã thuyết. Phương tiện, tức ở trong bốn thánh đế đây, tránh chuyển ba vòng, 12 tướng trí. Chuyển thứ nhất, khi sở Bồ Tát nhập hiện quán như thật rõ biết là khổ thánh đế, nói rộng cho đến là đạo thánh đế. Ở trong sở hữu thánh trí hiện lượng, năng đoạn phiền não kiến đạo sở đoạn, bây giờ gọi là phát sanh thánh tuệ nhãn. Tức đây do nương đời quá khứ vị lai hiện tại mà có sai biệt, như thứ lớp đây gọi là chính minh giác. Chuyển thứ hai, ở bậc hữu học dùng diệu tuệ đây như thật thông đạt. Về sau ta vẫn còn việc phải làm, phải nên biết khắp khổ đế chưa biết, phải nên đoạn hẳn tập đế chưa đoạn, phải nên tác chứng diệt đế chưa chứng, phải nên tu tập đạo đế chưa tu. Như vậy cũng có bốn chủng hành tướng nên biết như trước. Chuyển thứ ba, ở bậc vô học đã đắc tận trí, vô sanh trí, nên nói việc cần làm ta đã làm xong. Như vậy cũng có bốn chủng hành tướng nên biết như trước. Đây có sự sai biệt, tức là bốn chủng hành tướng, ở hai chuyển trước là chân thánh tuệ nhãn hữu học, một chuyển rốt sau là chân thánh tuệ nhãn vô học. Đắc điều phải đắc là đắc vô thượng chánh đẳng bồ đề, chồng người nối tiếp khiến ở nơi điều mình chứng sanh tìm hiểu sâu. Đó là trưởng lão A Nhã Kiều Trần Như nghe chánh pháp từ Thế Tôn rồi ban đầu giải ngộ pháp bốn thánh đế, nói rằng pháp ta đã hiểu. Từ đây về sau rốt ráo năm hành tướng như trước đã thuyết, chứng đắc quả A-la-hán, giành nơi giải thoát. Sau cùng khiến người đối với sở chứng của người khác giành tìm hiểu, như trưởng lão A Nhã Kiều Trần Như khởi tâm thế gian, pháp ta đã hiểu. Như Lai khởi tâm thế gian, A Nhã Kiều Trần Như đã hiểu pháp ta. Đệ thân biết rồi truyền âm thanh thông báo, trải qua sát na, hơi thở nháy mắt âm thanh triển chuyển cho đến phạm thế, nên biết Thế Tôn chuyển lại pháp đã giác ngộ cho A Nhã Kiều Trần Như. A Nhã Kiều Trần Như lại tùy chuyển lại thần khác, thần khác đây lại tùy chuyển lại thần khác, lấy nghĩa chuyển tùy chuyển, đây gọi là luân. Do huân tập các pháp như chánh kiến mà thành tánh gọi là pháp luân. Như Lai ứng cúng là tăng ngữ phạm, vì kia chuyển nên cũng gọi là phạm luân. Lại ở nơi bốn thánh đế chưa nhập hiện quán mà năng nhập hiện quán, nên biết được có bốn chủng du giả. Đó là chứng được pháp tịnh tín tăng thượng chưa đạt được, vì đây nên phát sanh dục mãnh liệt. Vì dục mãnh liệt tăng thượng nên tinh tấn mạnh mẽ, vì tinh tấn mạnh mẽ nên có phương tiện khéo. Tịnh tín là chân tránh tín hiểu, dục là muốn đạt được, tinh tấn như trước lược có năm chủng, có thế lực, có siêng năng, có rõ mãnh, có kiên cố và không xả ách. Phương tiện khéo là tu tập không phóng dật, tướng không quên mất gọi là niệm, ở nơi quá hoạn của các sự phóng dật, trí phân biệt rõ ràng gọi là chánh biết, nên biết nhiếp vào hai điều đây gọi là không phóng dật. Một, ở nơi các pháp nhiễm phòng hộ giữ gìn tâm. Hai, thường năng tu tập các thiện pháp. Lại khổ đế như bệnh tật, tập đế như nguyên nhân khỏi bệnh, diệt đế như bệnh sanh rồi được lành, đạo đế như bệnh đã được lành, khiến sau chẳng sanh. Các kẻ có bệnh đến chỗ lương y, chỉ nên tìm hiểu cầu lẽ chánh pháp như vậy. Các vị lương y cũng chỉ nên trào lẽ chánh pháp như vậy, cho nên lại không có thêm thánh đế thứ năm. Chư Phật Như Lai là bậc lương y không gì sánh được, nhổ mũi tên ái sâu độc cũng chỉ tuyên thuyết lẽ chánh pháp như vậy. Lại nữa, các sa môn bà la môn trái trí thánh đế không thành tựu hiện quán, nên biết lược có 10 tướng quá hoạn. Đó là các sa môn thắng nghĩa ý không chấp nhận những kẻ kia là sa môn, những kẻ kia cũng không thuộc trong số sa môn, bởi những kẻ kia ở nơi các khổ hậu hữu như sanh đều chưa giải thoát, nơi các đường ác cũng chưa giải thoát. Đối với các học sứ trần chánh cũng trần chánh năng xả bỏ. Đối với các thắng pháp xuất thế gian, vượt quá pháp người, đó là hướng đến cõi thiện, hướng đến thánh đạo, đạo quả niết bàn chẳng thể khả năng chứng đắc. Đối với các phước điền bên ngoài khác, trừ bậc học vô học thì khả năng tìm tòi nghiên cứu. Đối với việc siêu vượt khổ khổ, chứng quả bất hoàn càng không thể khả năng, cũng không thể kham ở trong hiện pháp rốt ráo giác ngộ, giải thoát tất cả khổ y còn sót thừa. Trái tướng đây nên biết, tức là có các sa môn bà la môn không trái đế trí,
thành tựu hiện quán nên có được 10 tướng công đức. Lại nữa, người hướng đến đế trí vui chánh giác phải nên rõ biết nương bốn thánh đế lấy làm được tăng thượng duyên, có được chỗ nương tựa chứng đắc đạt được phương tiện, nên biết trong đầy tịnh tế xuất gia, trong pháp thiện thuyết tỉ nại gia, gọi là có được chỗ nương tựa. Nếu bốn quả xà môn nhiếp thọ thành phần bồ đề, hoặc các độc giác sở hữu bồ đề, hoặc chư như lai vô thượng bồ đề, ba chủng như vậy nên biết gọi là chứng đắc. Như trước đã thuyết tránh chuyển ba luân, tùy theo thứ lớp trí kiến hiện quán gọi là đạt được phương tiện, nên biết vào lúc nhập hiện quán đế như thật rõ biết là khổ thánh đế, nói rộng cho đến là đạo thánh đế gọi là vị trí. Từ đây về sau, ở trong các đế lại còn việc phải nên biết khắp, cho đến phải nên tu tập. Do quán đây gọi là vị kiến, ở phù học địa như thật hiểu rõ, ta đã biết khắp, ta đã đoạn hẳn, ta đã tác chứng, ta đã tu tập, gọi là vị hiện quán. Lại có cách nói khác, các vô học tận vô sanh trí nhập lấy tất cả cực giải thoát trí gọi là vị trí, tức vô học cực giải thoát trí đầy dẫn dắt chánh kiến gọi là vị kiến, từ quả dự lưu cho đến rốt ráo, nên biết chỗ có tất cả tuệ học gọi là vị hiện quán. Lại nữa, nên biết đế trí đầy lược có 6 chủng tác nghiệp và tướng, đó là đế trí đầy năng vĩnh viễn diệt các nhóm khổ, là hành dẫn đầu, như mặt trời sắc mọc có tướng ánh sáng xuất hiện trước tiên, tránh tận khổ, tức là kiến đế đầu tiên đoạn các thứ khổ, tác biên khổ, tức là A-la-hán đoạn các thứ khổ. Lại đế trí đầy, năng đối trị vô minh tối tăm rộng lớn như ánh sáng mặt trời năng phá tối tăm lớn của thế gian. Lại như có người đã chứng đế trí, vĩnh viễn đoạn ba kiếp. Từ đây không gián đoạn, do lạc mất chánh niệm nên tạm bị nhiễm ô bởi dục tham sân khỏe. Vị kia lúc bấy giờ nương không phóng giật, nhập sở tịnh lự, chạm đến đế trí đắc quả bất hoàn, dần dần thứ lớp nhập cho đến phi tưởng, phi tưởng định. Nhưng so với các ngoại đạo phàm phu khác, vị đây có sự khác biệt vì đã chứng đắc pháp bất thối vậy. Như vậy đế trí thật có dụng rộng lớn, thật có quả rộng lớn. Trong đây chỗ có các hành quá khứ gọi là đã sanh, các hành hiện tại gọi là đang sanh, các hành vị lai gọi là sẽ sanh, tất cả gọi chung là tập pháp. Tức tất cả đây do vô thường diệt, hoặc có đã diệt, hoặc có đang hướng đến diệt, hoặc có sẽ diệt, gọi chung là diệt pháp. Lại có người chứng đắc đế trí như nhà lớn làm bằng đá, đã khéo trang hoàng, gió tám phương chẳng thể khuynh động, tất cả dị luận chẳng khiến lai chuyển, sở hữu giải ngộ không mượn duyên người, không nhìn mặt người, ta thử lắng nghe kia sắp thuyết gì, không quán miệng người, người vừa mới mở lời đã khởi ý, chỉ có ta lắng nghe từ duy thọ lượng quan sát thẳm sâu, các sa môn bà la môn khác nên biết, tức là các bọn ngoại đạo. Lại dần dần thứ lớp tập thành tất cả trí bốn thánh đế gọi là hiện quán đế, chẳng được tùy khuyết một. Hiện quán đế đây giống như bữa ăn thịnh soạn, các thánh đệ tử tuệ mạng vô thượng đều nương đây sanh tồn, như kẻ thọ dục được ăn thức ăn thịnh soạn. Khổ đế trí khuyết còn lại ba trí, nên biết giống như cây ta la có cảnh lá xum xuê, chỉ còn lại trơ cảnh. Thứ lớp tụ tập thành tựu bốn thánh đế trí khiến tất cả đây đều viên mãn. Lại các đế trí vì cùng hỷ lạc đồng hành giác ngộ trần nghĩa, vì năng khiến thân tâm cực khinh an, gọi là hiện quán đế, sanh trong địa ngục, lược có hai khổ, khổ thiêu đốt và khổ trị phạt. Do khuyết đế trí nên ở nơi ấy phải thu nhận hai khổ, phát sanh vô lượng đại khổ mãnh liệt, chỉ nương thánh đế trí mới năng vượt qua. Đế trí như vậy, giả sử nhân đây bị khổ lớn mạnh mẽ thiêu đốt trị phạt, cho đến ở trong hiện pháp một thân hoại diệt, mà năng đạt được, hãy còn sanh nhảy nhót vui mừng nhẫn thọ, nhận đến cả trăm thần hoại diệt còn sanh hoàn hỷ, huống chi có một. Lại nữa, nếu có người tu hiện quán thánh đế nên biết lược có bốn chủng trở ngại. Những gì là bốn? Một, bất tín; hai, thượng mạn; ba, đợi thời; bốn, phóng dật. Một, bất tín có ba chủng: một, ở nơi hiện quán đế không sanh tín hiểu chắc; hai, đối với bậc tăng thiện hạnh không sanh tín hiểu sâu chắc; ba, đối với Phật Bồ Đề không sanh tín hiểu sâu chắc. Vì muốn đoạn trừ bất tín ban đầu nên Thế Tôn tự dẫn hiện lượng chỗ chứng đắc hiện quán thánh đế, bảo các đệ tử: ta ở nơi lý bốn thánh đế đã đắc hiện quán chứng giác vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì muốn đoạn trừ bất tín thứ hai nên lại thuyết rằng: ta xưa cùng các ông lâu đời lưu truyền là do chưa tránh tư duy giác ngộ ở nơi trần đế, ta nay cùng các ông do thông đạt chánh kiến, lấy thông đạt làm nhân, dẫn dắt sanh tử lưu truyền. Vì nhân duyên kia đã tận nên nay tự mình không có hậu hữu, chỉ còn lại thân cuối cùng trụ giữ khiến không diệt. Bất tín thứ ba đối với Phật Bồ Đề có tướng chuyển như vậy: nếu Sa Môn Kiều Đắc Ma
là bậc nhất thiết trí. Cớ sao có người hỏi thì một loại lại năng ký, một loại lại chẳng ký. Vì muốn đoạn trừ bất tín như vậy nên thuyết rằng pháp mà ta đã giác vô lượng vô biên, ví như thứ các thứ cỏ cây lá nơi đại địa. Chỉ vì người thuyết ít phần, không nói đầy đủ, ví như nắm lá trong tay, phần nhiều lá năng dẫn nghĩa không lợi, phần ít lá năng dẫn nghĩa lợi. Nên biết trong đây chẳng phải vì không biết mà không ký biển, chỉ vì dẫn nghĩa không lợi nên ta không ký biển. Hài thượng mạng, tức là ở trong hiện quán đế kia khởi tăng thượng mạng. Vì muốn đoạn trừ thượng mạng như vậy nên lại thuyết rằng nhưng người ở xa dùng tên bắn, tên bay cực nhanh không thấy dấu vết, điều này đã rất hy hữu. Hoặc lại lấy sợi lông chia làm trăm phần, dựng đứng sợi lông không cho rớt xuống, phần chia sợi lông thành cực nhỏ. Việc đây rất khó, hà huống thông đạt thánh đế rồi chuyển, việc đây càng khó hơn. Vì cớ sao? Do lấy tác ý ấy trở lại thông đạt năng thủ tác ý, như vậy mới có năng duyên sở duyên bình đẳng, vô lậu trí sanh thông đạt lý đế. Cho nên việc đấy rất vị tế, rất khó. Quy luật bắn tên trẻ đồng thẳng thì không như vậy. Ba, đợi thời, tức là đối với những điều cần thực hành lại trì hoãn cho thời sau. Vì muốn đoạn trừ đại thời như vậy nên Thế Tôn thuyết thần người rất khó được, lại dẫn rùa mù làm dụ cho sự việc đây. 4. Phóng giật, nếu nói lược hoặc là tà tư duy, hoặc là tà tầm tư, hoặc là tà hí luận, gọi là phóng giật. Tà tư duy, nếu những điều không nên tư duy mà tư duy mãnh lợi, gọi là tà tư duy. Như tư duy ta ở đời quá khứ là từng có chăng, nói rộng cho đến ở đời vị lai, bên trong do dự, ta là ai, cái gì là ta, hữu tình này có từ đâu mà đến, ở đây chết rồi sẽ đi về đâu. Hoặc tư duy thế gian là thường cho đến nói rộng, như vậy hoặc nói thế gian có biên cho đến nói rộng. Hoặc tư duy hữu tình cho rằng mạng tức thân cho đến nói rộng. Hoặc tư duy hữu tình nghiệp quả dị thục, tức là hư vọng tư duy tác đầy thọ đầy cho đến nói rộng. Hoặc lại tư duy người tu tịnh lự, cảnh giới tịnh lự. Hoặc tư duy chư Phật, cảnh giới chư Phật, như lai diệt rồi về sau, hoặc có hoặc không cho đến nói rộng. Những kẻ kia do thắng nghĩa và thế tục thiện xảo, ở nơi tất cả đây có hai nhân duyên không nên tư duy. Một, cảnh sở duyên không thể tư duy. Hai, do sự việc đây không chỗ có. Hoặc có người suy nghĩ tìm cầu sự cảnh chẳng thể tư duy, hoặc có người suy nghĩ tìm cầu các sự không chỗ có. Tất cả như vậy đều không chỗ được, chỉ khiến tâm chuyển thêm mê loạn. Nếu trong số những kẻ không như chánh lý tư duy mãnh lợi, có một loại do lực nhân đời trước, hoặc khởi chán lìa, hoặc duyên cảnh giới hư thật, khởi tác ý tương ứng chán lìa, tùy tạm thời hiện hành, mà đối với việc kia lại thấy là quá hoạn, sanh tưởng chẳng thật, tư duy như vậy, pháp thế gian năng dẫn vô nghĩa. Tà tầm tư, tức là tầm tư dục. Tà hí luận có 6 chủng, đó là hí luận điên đảo, hí luận hư huyễn, hí luận cạnh tranh, hí luận đối với người phân biệt hơn kém, hí luận phân biệt công xảo dưỡng mạng, hí luận đắm nhiễm tài sản vật thực thế gian. Như vậy tất cả gọi chung là phóng giật. Vì muốn đoạn trừ phóng giật đây nên Như Lai tự mình thân cận dạy răn Bồ Đặc Già La lắng nghe kham thọ sự giáo hóa dạy răn rồi nhanh chóng năng đoạn trừ các phóng giật. Thế Tôn đệ tử vì đoạn trừ 4 chủng tướng, 4 chủng chướng ngại hiện quán thánh đế như vậy nên có 3 hành tướng nhậm vận giữ gìn thánh đế. Những gì là 3? 1. Do tuệ văn nên nhậm vận giữ gìn văn cầu đầy. 2. Do tuệ tư nên nhậm vận giữ gìn nghĩa đầy. 3. Do tuệ tu nên nhậm vận giữ gìn chứng đầy. Trong đây tuệ văn nên nhậm vận giữ gìn văn cầu đầy, tức như điều đã nghe đầy năng tránh nhậm trì là khổ thánh đế cho đến nói rộng. Lại do tuệ tư nên nhậm vận giữ gìn nghĩa đầy, tức là các bậc thánh biết đây chính là đế nên gọi là thánh đế. Nên biết trong đây do hai duyên được gọi là đế, một pháp tánh, do nghĩa chân thật nên gọi là đế, hai thắng giải. Do ở trong nghĩa chân thật khởi tin chắc không nghỉ hoặc nên gọi là đế. Tất cả ngu phu chỉ do pháp tánh mà được gọi là đế, chẳng phải do thắng giải. Nếu các thắng, các thánh giả thì đủ hai chủng nên được gọi là đế, khéo thuyết tất cả đây nên gọi là thánh đế. Lại do tuệ tu ở trong các đế thu được nội chứng hiện lượng đế trí cũng đắc chứng tịnh. Do nhân duyên đây ở nơi các thật đế ra lìa nghi hoặc, đế trí và chứng tịnh xoay vần nương nhau. Nếu xứ đây có một loại thì tất có loại thứ hai. Lại nữa có sa môn hoặc bà la môn ở nơi thánh đế trí chưa tương ứng, ở nơi các thánh đế chưa thành tựu hiện quán, nên biết lược có 4 chủng quá hoạn. Những gì là 4? Hoặc trong gốc hành
danh năng đi vào đường áp thấp kém mà khởi sâu phối thích tạo tác tăng trưởng nghiệp tương ứng kia, do đấy điền đảo đoạn xanh trong hầm ác thú, lại trong gấp hành xanh hai cõi trời người dục truyền nhiều các phiền não thường thiêu đốt mà khởi sâu phối thích tạo tác tăng trưởng nghiệp tiếp nối, do nhân duyên đầy đã xanh kia rồi thường bị nhiệt não đớn thiêu đốt, lại trong gấp hành xanh hai cõi thượng sắc vô sắc truyền đầy những sự việc tương ứng như trước đã nói, chỗ có vô minh hồn nguội và các màn tre nói rộng cho đến đoạn xanh nơi tối tăm, lại do thối thất thọ dụng cảnh giới đạo niết bàn nên trong khoảng trung gian nhân xanh trong ba thế giới trung gian đã ở ba trùng vọng kiến hắc ám, một thường kiến, hai đoạn kiến, ba hiện pháp niết bàn kiến, do nhân duyên đây đoạn trong ba cõi giới sanh xứ tối tăm, vì nhiếp thọ tự vọng kiến, vì tà vô minh tối tăm chướng ngàn như thế khiến chẳng như thật quán nằm trì nhiếp thọ đoạn như trước, do nhân duyên đây nên biết như thật hiển thị các đế. Lại nữa, có một loại người ở nơi các thánh đế không được thiện xảo, tạo tác tăng trưởng nghiệp hắc dị thục hắc rồi, năng cảm địa ngục báng sanh quỷ thú, do nghiệp đầy nên giống như ném gậy, gốc rơi vào địa ngục, giữa rơi vào thú báng sanh, đầu ngọn rơi vào cõi ngạ quỷ. Như vậy có một loại tạo tác tăng trưởng nghiệp hắc bạch dị thục hắc bạch rồi, do tạc nghiệp đầy thì như ném gậy, hoặc rơi vào đường ác trốn không thành tịnh, hoặc rơi vào đường thiện trốn ít thành tịnh. Như vậy có một loại tạo tác tăng trưởng nghiệp bạch, dị thuộc bạch rồi, sanh trong năm đường sanh tử, các nghiệp đuổi theo, thọ tận nghiệp tận, tức tưởng sắc giới, vô sắc giới chết rồi, thối đoạn trở lại. Năm đường sanh tử như năm bánh xe xoay chuyển không dừng, nếu có kẻ vì người thuyết đạo thế gian, cho dù có thể tiến đến hữu đảnh, nên biết thuyết đầy chẳng phải giáo đệ nhất nghĩa khiến thắng tiến. Vì cớ sao? Vì thắng tiến như vậy không phải do giáo thắng tiến. Nếu trừ Như Lai thuyết vô giáo tương ứng thánh đế, nên biết giáo đây là đệ nhất nghĩa khiến thắng tiến. Vì cớ sao? Vì thắng tiến như vậy là rốt giáo. Lại, nếu do đắc các thế tục trí cho đến hữu đảnh mà gọi là người thông tuệ, thì chẳng phải đệ nhất nghĩa dành thông tuệ, lý do như trước đã thuyết. Nếu do đắc trí gọi là người thông tuệ, thì dành thông tuệ đây là đệ nhất nghĩa, lý do như trước đã thuyết. Lại nữa, ở trong bốn chủng thánh đế trí đây, thánh đế trí đầu năng nhập thánh đế, kể đến hiện quán, ví như đủ nền móng, đế trí thứ hai như vách tường, đế trí thứ ba giống như bậc thềm dưới, đế trí thứ tư giống như thượng bảo đài. Lại tức bốn thánh đế trí như vậy, như bốn bậc thềm năng khiến tiến lên điện đại trí tuệ. Lại tức bốn thánh đế trí như vậy, như bốn bậc thang năng làm thềm bậc khiến bước lên giải thoát tịch diệt. Nên biết trong đây có ba chủng ái, ví như ba cây thường, các ác ma cầm nắm khuấy phá trong biển lớn sanh tử, khiến các loại hữu tình thọ sanh theo đó luân chuyển xoay vần. Tuy có ba cây thường ái của ma như vậy, nhưng chẳng thể khiến ba loại hữu tình sau bị luân chuyển xoay vần. Một, hữu tình dũng mãnh tình nhuệ, tức là bậc dự lưu. Hai, hữu tình trùng xứ, tức bậc hữu học khác. Ba, hữu tình hành đạo ngược dòng viên mãn. Bộ đạo giả là đã kiến thánh đế, tùy theo chỗ muốn đều năng tạo tác, vĩnh viễn đạo trừ mạng tạo tác khổ và mạn kết thành khổ. Do nhân duyên đầy các khổ nhiều phần đã đoạn, còn lại ít phần, đó là các bậc hữu học và A-la-hán. Như mạn tạo tác kết thành các khổ, thì các ái thần ngữ ý nghiệp tham sân si phát sanh các khổ, nên biết tất cả đều nhiều phần đã đoạn, còn lại ít phần. Ví như đá vụn và núi lớn tuyết sơn, như vậy các mạn tạo tác kết thành các khổ, hoặc đoạn hoặc còn, nên biết cũng thế. Như ao lớn đầy tràn nước bên trong rỉ lậu, hai ba giọt nước, nước trong ao lớn còn rất nhiều thì vô sắc ái phát sanh các khổ, hoặc đoạn hoặc còn, nên biết cũng vậy. Như hồ lớn còn lại như trước thuyết thì sắc giới ái phát sanh khổ, hoặc đoạn hoặc còn, nên biết cũng vậy. Như biển lớn còn lại như trước thuyết thì dục giới ái phát sanh khổ, hoặc đoạn hoặc còn, nên biết cũng vậy. Như núi lớn tuyết sơn hoặc các núi vàng hoặc núi tô mê lô và đại địa có sáu chủng đá vụn còn lại như trước thuyết thì thần ngữ ý nghiệp tham sân si phát sanh các khổ, hoặc đoạn hoặc còn, nên biết cũng vậy. Như vậy các khổ nhiều phần đã xa lìa, còn lại ít phần, nên biết như thật hiện quán thánh đế có nghĩa loại lớn, đó là các bậc hữu học chỉ còn khổ do nhiều nhất bảy lần sanh trong người trời, khổ sanh trong các đường ác đều đã vượt qua. Nếu các bậc vô học ở hiện pháp chỉ có khổ do thân sở y còn lại, tất cả khổ khác đều đã vượt qua. Lại nữa, nếu trụ thân người nhập hiện quán đế, nên biết thần đầy thật rất khó được. Lại thánh minh nhãn của bậc hữu học kiến đế chuyển rất khó được. Lại văn từ tù thành tựu diệu tuệ cũng rất khó được.
do tuệ đầy ở trong phát thiện tỉ nại ra như thứ lớp tức giải liễu, thắng liễu và quyết liễu. Ở thời giải liễu, năng phân biệt sâu. Ở thời thắng liễu, năng sanh thắng giải. Ở thời quyết liễu, năng chứng nhập pháp. Lại sở hữu từ lương thiện pháp hữu lậu do hiện quán đế cũng rất khó được. Các thiện nghiệp đạo như biết ân dưỡng cha mẹ có an ổn viên mãn cũng rất khó được. Lại có người thế gian sở hữu 10 chủng chánh pháp đầu tiên là chánh kiến cho đến giải thoát trí là biên sau cũng rất khó được. Các pháp như trên đã thuyết, tức là hữu học, tức là vô học. Nên biết trong đây Bồ Đặc Giản La Sĩ Phu khéo biết ân dưỡng, tức tự mình nhân thật biết rõ, tất cả cha mẹ đều phải hiếu dưỡng. Biết như vậy rồi xin tu gia hạnh, đây gọi là khéo biết ân dưỡng cha mẹ. Lại Bồ Đặc Giản La Sĩ Phu vui làm lợi ích, đối với tất cả sa môn bà la môn có đức, nhân thật biết rõ là phước điển. Nên tùy theo khả năng mà siêu tu cúng dường, như vậy là khéo biết sa môn bà la môn. Lại Bồ Đặc Giản La Sĩ Phu không tham làm lười biếng, đối với vợ con tôi tớ tất cả thân thuộc như thật biết rõ, kia lấy ta làm nhà, làm chỗ nương về, nếu ta vui họ cũng vui theo, nếu ta khổ họ cũng khổ theo. Biết như vậy rồi mọi thời dùng uống ăn y phục cấp dưỡng, lại lấy thuốc trị bệnh nhiếp thọ, đối với việc làm có nghĩa lợi thì tự khích lại khiến họ làm, không ở nơi tất cả việc kia mong cầu họ nhớ nghĩ, tánh vui phân chia bình đẳng, cũng chẳng dâm dật tổn phí tài bảo, không ở nơi phi xứ mà khởi nghĩ cho là tỉ nại ra, cũng không ở những việc phi lý mà nổi giận. Đối với các bậc tôn trưởng và những bậc đáng tôn trọng khác, chân tránh tùy thuận chuyển theo, như vậy gọi là khéo ngự gia trưởng. Lại khéo năng tạo tác nghĩa lợi mình người, thí làm các việc đều thuận chánh pháp, không dùng phi pháp, ở trong hiện pháp thấy sâu lỗi lầm với các ác hạnh người làm, như hoặc giết hại, hoặc trói buộc, hoặc trị phạt, hoặc đuổi bỏ, nếu bị chê trách, đã trần tránh suy nghĩ cân nhắc rồi, chọn không hiện hành, như vậy gọi là ở nơi các tội hiện đời thấy sâu hãi sợ. Lại tránh quán thấy gây tạo ác hạnh rồi, đời sau cảm khổ đi vào đường ác và khổ khác như thiếu thốn, đã tránh tư duy rồi, chọn không hiện hành, như vậy gọi là ở nơi các tội đời khác thấy sâu hãi sợ. Lại mọi lúc năng tránh thọ học sự nghiệp phước thí, tạo làm trùng trùng phước hạnh sai biệt như khán bệnh hộ trì Phật Pháp Tăng, hết thảy loại như vậy gọi là tạo làm phước hạnh. Trong một ngày đêm cho đến thọ mạng tận, năng tránh thọ học giới luật. Như vậy ngang đây gọi chung là huệ thí, hành phước thọ học giới. Trong 10 nghiệp đạo chỉ tuyên nói 2-3 chủng sai biệt, cho đến chân tránh nhớ tu tập sở hữu tăng ý do tuệ văn từ dẫn dắt tương ứng với những điều kia. Lại các hữu tình nếu sanh các đường ác khó thể giải thoát, nếu sanh các đường thiện nhanh chóng xa lìa. Nên biết đây gọi là có an ổn viên mãn rất khó được. Lại người kiến đế thì chánh kiến sanh khởi không có khác biệt. Ở đời quá khứ gọi là đã sanh khởi, ở đời hiện tại gọi là nay sanh khởi, ở đời vị lai gọi là sẽ sanh khởi. Như vậy đã thuyết hoặc tập hoặc tu hoặc nhiều tu tập phải nên biết rõ nghĩa trên. Nếu là chánh kiến thế gian phải nên tùy phòng hộ. Nếu là chánh kiến hữu học bao gồm quả đoạn phải nên tùy xúc chứng. Nếu là chánh kiến vô học bao gồm quả tự lìa hệ buộc phải nên tùy tác chứng. Như thuyết chánh kiến thì cho đến giải thoát trí nên biết cũng vậy.